Gì sao ấy à? Xếp từ củ chi lên. Rồi tới rồi kìa, tới rồi, tới rồi. Tới rồi, chắc chắn luôn nè. Tới rồi. Xuống đấy. Ăn uống cái ỉa. Trời ơi, đều tới mà. Ta bảo tới rồi. Tới rồi nào. Ủa, nó vừa mới tới thì bây giờ shipper đang gặp chú được đó. Anh phải quan tâm. Thế nhưng mày hôm nay tao đeo dây chuyền mẹ quan tâm đấy, chứ tao mà đeo dây chuyền khác thì sủa nó đi, nước tao là nó sủa nó đi. Nước tới rồi đó. Nước nóng hết nhỉ. Toàn bộ là nước nóng hả? Này, mua cái nào lấy này. Thì nó giống nhau mà, đưa cho nó uống. Thì sút nó bay mẹ mồi. Nào mọi người ơi, vào trong trò hàng và cùng nhau chốt về cái mã sản phẩm mới trong cái phiên live ngày hôm nay nha. Và mã mới nhưng mà đơn thì nó cũng khá là chậm, nhưng mà mọi người chúng ta nên tận dụng để chúng ta cùng nhau vào giò hàng chốt cái mã mua này. Mày không không lấy cho ba mẹ hả? Ba tỷ anh. Đó nè, anh kêu em. Nó nóng lắm. Thì nó nóng nó mới phù hợp với lại cái mồm mày. Đây là nước trà gừng táo tàu, táo đỏ các kiểu. Nóng đó. Đã chốt 5 body rồi, xin được cảm ơn Sang Võ Thị nha. Nào mọi người ơi, vào giỏ hàng và cùng nhau chốt nào. Em chốt rồi cậu ơi, cảm ơn Mỹ ngay nha. Bùi hoa vừa. Nóng à. Nào mọi người ơi, đây là nóng à, mong bỏng dưới rồi. Kem body, chốt đơn. Ông ngoại Huỳnh Thị Thừa ơi, ông có đang coi like không? Ông hãy giúp cho con. Cho cháu ngoại của ông nó có thể im lặng được không ạ? Con cảm thấy rất mệt mỏi. Không mỏi không có chịu đâu. Ông Kiều ơi, đâu rồi à? Ông ông nó bỗng gửi à. Ông Đức mà, ông ấy tên Đức mà. Chắc vừa giúp hỏi mẹ đúng không? Dạ. Vừa giúp hỏi mẹ đúng không? Nãy thì mày kêu ông ngoại mày tên Thừa, giờ mày lại thành tên Đức. Tích Đức hả? Ông ngoại tôi là Đức. Cái gì Đức? Lý Đức? Hay là cái gì? Huỳnh Thị Đức. Huỳnh Thị Đức. Nhà họ Huỳnh mà. Nãy thì Huỳnh Thị Thừa, giờ nó đổi thành Huỳnh Thị Đức. Nóng quá chịu nổi không? Giờ ta mới hiểu những gia đình mà có con đó. Những hộ gia đình mà có con rồi à. Nhiều người cũng phải đau khổ khi có một cuộc sống chốt đơn đi mọi người. Đây là kem body. Kem body mọi người ơi, chốt đơn mọi người nhé, quất đơn liền. Đây là kem body. Đây là kem body mọi người ơi, chốt đơn liền đi mọi người. Quất đơn liền đi mọi người. Ui mà. Cái con này lại bung cái điện thoại ra rồi. Không hiểu sao ta lại đi lượm mày ngoài thùng rác về nữa. Này này này, đổ ly nước nè. Mày đàng hoàng lè. Mày đúng diễn viên Hollywood luôn đó.
Một cái là mày có thể ra nước mắt được luôn. Thôi để ba bán hàng rồi con. Không được, cuộc sống cha con mình nó sẽ khổ lắm đó. Để cho cha còn nỗ lực nha. Con bây giờ ba dạy con nha. Con dạy con ngồi và con uống nước. Em nó nóng một rồi. Nóng thì con ngồi con thổi đi con. Thổi bằng cách nào nó đậy nắp rồi. Nó đậy nắp thì con mở nắp ra, con có thể mở nắp ra ở phòng nha. Nó mở thêm mới đưa ba mở cho con. Nha, xong rồi con lên con thổi. Ly của ba không cần thổi, ba tự uống được. Còn nếu như con cảm thấy nóng, ba sẽ mở nắp ra cho con thổi. Ok. Rồi ok. Bây giờ mở cái nắp này ra nó dễ mà con. Sao con phải làm đúng? Ba nghĩ là con dư. Ba nghĩ là con dư sức để con có thể mở cái nắp này mà nào. Vậy. Rồi, mở nắp rồi đó con. Mày xưng làm đổ nha. Rồi, con ngồi con có thể tự thổi. Đi. Tôn trọng con. Nước uống. Rồi, con làm người đi con. Rồi ok, con thổi nhẹ nhàng đấy con. Mình là người phụ nữ mà. Phụ nữ. Đấy là con nhổ nước miếng mà đó con ạ. Rồi. Con thử lấy lưỡi con liếm liếm là xem con đã bớt nóng chưa. Nào. Thiệt mệt thật. Bây giờ TikTok nhắn tin cho tao, kêu mày mặc áo khoác vào đi. Mày mặc áo khoác vào đi. Tại vì nó đang đánh cái hình ảnh mặc đồ nhạy cảm. Mặc áo vào. Mặc vào. Mặc đàng hoàng đi con. Mặc có phần cần phải được vơ, dơ nách lên rồi. Đúng rồi. Được chưa? Rồi ok. Rồi. Bây giờ cách xa hơn 1 mét rồi con có thể bỏ khẩu trang là con uống nước thoải mái. Không phải lo nha. Con ơi, con mặc áo chứ không phải là con cho hai cái tay vào xong rồi con bỏ cái bờ vai của con ra nha. Con mặc vào đàng hoàng đi. Rồi. Con mặc hẳn cái áo à. Con mặc cả hai bên, con đàng hoàng nào, con đàng hoàng đi, đừng để người ta đánh giá con. Đó, con mặc vậy cũng được, con giữ nguyên cái vị trí đó cho cha, con mà dần giữ nguyên. Rồi ăn gì hả? Kêu mày ăn gì? Con chén hả? Tròn. Có thiệt của mình. Một cái này. Trời ơi, đọc đi. Chữ y vàng luôn. Team FC báo đêm Sài Gòn gửi giá dâu đó, gửi cho mày cả một đống đồ đó, tùm lum tùm la. Ủa sao có muối xanh nữa đây? Muối này, muối gì vậy? Rồi ok mọi người ơi, mình sẽ lên cho mọi người cái lại thứ hai là lại dưỡng ban đêm nha. Đâu, cho gì? Ừ, cái này để hàng để ấy. Cái lại ba anh đưa cho. Cái lại hồng là ban ngày. Ta đây. Cái lại hồng là dưỡng ban ngày, còn cái lại xanh là dưỡng ban đêm nha mọi người ơi. Cái này là dưỡng ẩm, làm trắng da và chống lão hóa nha. Cái ban ngày là làm trắng da. Chống nắng.